dòng sông đó toan. Vì lúc anh quá xoan, em nào dám gửi vật cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là nay mất em khi ta cười đôi vui. Là buồn đau khổ em đem cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lót được lối. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi. Các bác ơi, vang gì mà hát hay thế, vang gì mà hát hay thế. E-mic, E-mic, EQ10. Thật sự là rất là hay luôn các bác, cực kỳ là hay luôn. Đấy, đây em nói với các bác, em chưa thêm cài đặt gì luôn nhé. Đây, em không cần can thiệp gì vào EQ của nó, rất là hay. Em đang kết nối này. Đây, kết nối máy tính này. Đây là EQ của nhạc nhé. Em chưa hề can thiệp vào gì nhé, để nguyên nhé. Không can thiệp gì luôn. EQ của mic không can thiệp một gì luôn. Có 15 cần EQ của mic luôn. Mic con này 15 cần EQ. Đấy, nhạc là mấy cần đây? Nhạc 5 cần, mic 15 cần. Có đã luôn. Effect đâu, em quay lại từ từ. Effect bao nhiêu cần này? Effect 5 cần EQ luôn. Đấy, Menau 6 cần EQ luôn. Đấy, em chưa can thiệp một cái gì luôn. Tất cả EQ để bằng mặc định của nhà sản xuất luôn đấy. Mà em hát, các bác thấy này. Đấy nhá. Thấy nhá. Đấy, em đang kết nối này. Đấy, nó đang kết nối máy tính, có thấy không? Đây này. Này, từ từ em quay cho các bác này. Đấy, remote control đấy, đang kết nối máy tính nhé. Này, lên, 1, 2, lên, 1, 2. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Đấy, con này tiếng rất là hay, đã cực kỳ luôn. Nghe phát sướng luôn, thực sự là rất là bất ngờ. Con vàng này quá hay, quá đỉnh luôn. Cực hay luôn, phải nói là cực hay luôn. Tiếng sạch, sạch tinh. Echo gì vọt rất là hay luôn nhé.